Phật, kính thưa quý vị và kính thưa chú Hùng. Và hôm nay thì con được những nhà mạnh thường quân cùng các nhà hảo tâm để hỗ trợ cũng như là những cái phần khoai lang để cho bà con vừa nhất cử lưỡng tiện. Thứ nhất, bà con ở đây cũng có dùng một ít phần khoai lang này để gieo duyên. Thứ hai, giải cứu cho tất cả cô bác bà con nông dân hiện nay là bán khoai lang ra không được hai chương trình này, và được nhà tài trợ cũng như là cô Năm Thủy đã thay mặt cho mạnh thường quân chút nữa sẽ đến đây. Và hôm nay thì ở đây là ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Tân Phong, thị xã Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu, và huyện Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu. Ban trị sự này được đây là chú Hùng, cũng gọi là chú Năm Hùng, mà thành hậu trước kia từ lúc mà thành lập đến giờ là xuống một lần đó và tới giờ luôn chưa có đi đến. Và đây là khoai lang của một gia đình Lê Kiến Trúc. Rồi đây là khoai lang sẽ đem xuống để hỗ trợ cho bà con. Đây là ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, Gia Rai, Bạc Liêu. Dạ, con Hảo gửi cho xe có cô với hai chiếc gửi cho bệnh viện lắm. Đây anh em đang truyền khoai xuống. Vừa để gãy dép đó. Cái xe này bao luôn. Thiệt á. Nó không có ấy mà nó gãy cái nhíp thôi. Không, xe này của năm bao cứng. Xe động không? Xe. Đây. Có xong luôn. Hết sữa. Dạ, đây anh em đang đẩy vô. Quá xe chạy quá tải rồi ha. Xe binh rồi á. Rồi. Rồi đây là nơi ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo. Nơi ở Gia Rai, huyện Gia Rai, xã Tân Phong. Rồi, xin chào mấy bà con, quý vị mình mấy cô ở gần đây không? Ở gần đây không? Dạ. Gần. Dạ, bữa nay mình đến để nhận quà ha. Dạ. Dạ. Bà con mình gần đây làm gì, ngày gì sống? Dạ, già không có làm được gì. Dạ, không làm gì được hết. Không có làm được một bạc nữa. Chứng bệnh hoài. Tốt tiền thuốc. Tới đây tôi mệt, tôi chết rồi. Uống thuốc chứ. Khóc không chết. Mắt nó thấm. Mới có 2-3 cái tuần thôi. Nên mà mình có lắc chân, rồi cái tim. Khổ quá ha. Dạ, nó mua được Phật. Rồi ráng niệm Phật cho bớt khổ một chút, bớt bệnh ha. Dạ, nó mua được Phật. Rồi. Dạ, đây là 4 tấn khoai lang mà gia đình của Lê Kiến Trúc đã hỗ trợ cho bà con nơi khu vực ở tại Bạc Liêu. Bà con hộ nghèo, hộ khó khăn. Và đây là những phần quà là mì cùng với gạo và khoai lang là 400 phần của mạnh thường quân đã đem đến đây để hỗ trợ cho bà con. Đã đầy đủ hết rồi quý vị, chờ bà con đến thì sẽ phát luôn. A Di Đà Phật. Rồi xin chào phái đoàn. Rồi A Di Đà Phật. Đi đêm hôm tới giờ lận. A Di Đà Phật. Rồi chào cô Năm. Thôi cô Năm hôm nay làm gì lạ lạ nhìn không ra ta. Bị ở trên xe bịt cho nó đừng bay tóc. Vậy hả? Dạ, dạ. Cháu bà ký. Dạ, đây. Rồi mời cô Năm ngồi, cô Năm ơi. Cô Năm muốn gì không? Thấy quá trễ rồi đi xuống lầu. Không, cái ấy con nó đi rồi bất ổn. Cháu qua nào? Chuyện nhớ đúng không? Thì xã Gia Đa. Dạ, dạ. Con xin tới tôi khai mặt ban trị sự anh em và con rất chân thành cảm ơn cô Năm ha. Dạ, chúc cô Năm được dồi dào sức khỏe, cho được thành đạo ha. Rồi, tôi cũng cảm ơn. Dạ, dạ. Rồi. Còn cái gì lấy ra cho bà. Cháu. Chào bà.
trong hình không chứ không thấy ở ngoài. Vậy hả? Dạ. Rồi. Tán hình nè. Tán hình ha, để ra chào. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Đức Thầy, lễ phép cung kính và tri ân quý vị quan khách. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày rằm tháng 3 niên Giáp Thìn 2024, cũng là ngày mà có phái đoàn ở từ An Giang, trong đó đứng đầu là dẫn đầu đoàn là có chú Sáu ở Bình Tây ở kiến trúc, và sau đó có là chị Năm Thủy cũng là trưởng cái đoàn thiện nguyện của huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, đó là ở trên Hòa Hảo. Chúng tôi cũng xin giới thiệu sơ lược để quý vị nắm vì một cái tinh thần, cái đạo của Phật giáo Hòa Hảo của Đức Thầy chúng ta thì đã tìm thấy được những cái nhân duyên, mà nhất là Thầy chúng ta đã dạy để giúp đỡ những người nghèo, dù cho ở xa cỡ nào, ở đâu mà mình thấy được thì mình trải lòng ra để mà mình thiện nguyện để giúp đỡ cho người đó, để người ta thấy được cái đạo của Thầy, cái ý nghĩa nó như thế nào. Thì hôm nay có cái nhân duyên mà quý vị cũng đã sắp xếp công việc và liên hệ với ban trị sự ở xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu để phát 400 phần quà. Mặc dù phần quà đó thì nó chẳng có là bao so với cái người giàu có, nhưng mà đối với cái người lao động nghèo, nhất là công việc ở lúc này thì chúng ta thấy các cái xí nghiệp, các cái công ty thường hay bị thất nghiệp và giảm đi cái biên chế. Từ đó cái người thất nghiệp, người dân của chúng ta thì nó cũng đã rất là nhiều. Vì vậy mà đoàn thiện nguyện ở An Giang chúng ta thấy được và liên hệ với ban trị sự, ban tổ chức ở đây nhằm liên kết để mà phát những cái phần quà có đầy ý nghĩa này, có cái tinh thần đoàn kết này. Chúng tôi là cũng xin thay mặt cho ban trị sự, ban tổ chức ở đây trân trọng biết ơn và gửi đến toàn thể chư quý vị, trưởng đoàn và người đi trong đoàn và những mạnh thường quân đã góp phần, góp tay chung sức để có cái buổi hôm nay. Đó là lời nói đầu tiên. Tôi cũng xin kính chúc toàn thể chư quý vị có một sức khỏe dồi dào và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn. Để đi vào chương trình thì chúng ta cũng đứng lên để làm cái lễ nghi thức tôn giáo. Vậy trân trọng chúc mời quý vị và đồng đạo. Một phút nghiêm trang kính lễ Đức Phật, kính thưa thầy. Một phút kính lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ, kính thưa xong. Xin kính mời quý vị và đồng đạo an tọa. Thì kính thưa quý vị, hôm nay em cũng được mạn phép anh đây để dẫn dắt cái chương trình. Thì để nói đầu tiên thì chúng tôi cũng xin kính giới thiệu ông trưởng ban trị sự Thái Văn Hùng, là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Phong, đến dự với chúng ta, đề nghị chúng ta qua đây. Và chúng tôi tiếp theo xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Tùng, là phó ban trị sự, đứng lên để chúng tôi giới thiệu, đề nghị chúng ta qua đây. Xin cảm ơn. Và xin giới thiệu ông Lê Quốc Tính, tới đây sẽ là một phó ban trị sự là sắp và sẽ đảm nhiệm cái nhiệm kỳ tới đây. Mời ông đứng lên để giới thiệu. Xin cảm ơn. Và đi trên đoàn thì có chú Sáu Bình Tây kiến trúc, xin trân trọng giới thiệu chú Sáu để bà con biết. Xin cảm ơn. Và giới thiệu chị Năm Thủy, cũng là cái đoàn đại diện cho thiện nguyện, mà chị cũng là cháu của cô Ký Giỏi, xin trân trọng giới thiệu. Xin cảm ơn. Và đồng thời đi với chú Sáu cũng có người dâu hay người con gì đó mình kiến trúc, cũng xin trân trọng giới thiệu chung. Dạ. Xin cảm ơn. Và đến đây dự chúng ta cũng có đồng đạo và bà con ở trong xã mình cũng có đến đây về nhận phần quà, thì đề nghị chúng ta hoan nghênh chung. Và tiếp theo chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu đồng đạo thằng Hậu, cũng là một YouTuber cũng đến đây ghi hình. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu đồng đạo thằng Hậu. Xin cảm ơn. Và đang nói đầu tiên thì cũng xin giới thiệu đồng đạo Sáu Tướng lên đọc cái ý nghĩa của cái buổi
lễ phát quà hôm nay. Vậy trân trọng kính mời đồng lão sáu tướng là thành viên của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Phong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin thay mặt ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Phong, thị xã Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu, xin chân chào đón đoàn thiện nguyện thuộc tín đồ Phật giáo Hòa Hảo huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Xin đề nghị chúng ta chào Phật ta. Xin chào đón đoàn Bình Tây Kiến Trúc và chị Năm Thủy ở làng Hội Mỹ Đông và cùng các đồng đạo mạnh thường quân tham gia trong đoàn, đề nghị chúng ta quan tâm chúng. Và chào đón YouTube cư sĩ Thành Hậu, đề nghị chúng ta quan tâm chung. Và lời nói sau cùng xin chân thành cảm ơn quý vị mạnh thường quân và các đoàn thiện nguyện đã cùng đến đây để tham gia và tặng quà cho những mạnh, cho những người gặp đang gặp khó khăn. Và sau cùng tôi cũng xin thay mặt ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Phong, thị xã Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu xin chân thành cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn đồng đạo Lê Quốc Tuấn đã có những phát biểu. Và để tiếp theo chương trình thì chúng tôi nãy giới thiệu cũng còn hơi sơ sót, và đồng đi với chú Sáu ở Bình Tây vẫn còn có tiếng Sáu, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị. Xin lỗi hơi sơ sức khi nãy. Xin cảm ơn. Và để tiếp theo cái chương trình trong cái buổi lễ phát quà hôm nay thì trước hết có lẽ là kính mời chú Sáu đại diện, chú Sáu Bình Tây đại diện cho đoàn thiện nguyện của tỉnh An Giang có một vài lời phát biểu trong cái ý nghĩa của cái ngày phát biểu hôm nay. Dạ, cháu cũng trân trọng kính mời chú Sáu, đề nghị chúng ta qua mình chụp. Dạ, tôi là Phạm Nhật Tây, năm nay 93 tuổi, về phía do sức khỏe, hai chân yếu đến không có được, nên xin lỗi chú cầu nghe như vậy, bác cảm nha. Rồi để tôi nói ít lời xin vui với bà con. Tôi tới đây là mục đích để thăm bà con trước nhất, và sau nữa nhờ chính quyền ở địa phương này giúp đỡ cho cái giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ở nơi đây sinh hoạt được bình thường, rất là đội ơn chính quyền. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thì còn đối với bà con lão mình thì tôi cũng hết sức là mang ơn quý vị, nhờ quý vị tổ chức là được cái buổi họp hôm nay để mình phát quà cho bà con. Thì cái quý báo này tôi đạo ơn chứ không phải là mang ơn, vậy quý vị xin vui lòng thông cảm cho tôi nha. Là phát tay quý vị. Dạ, đúng là cháu cũng xin cảm ơn của chú Sáu đã đại diện cho cái đoàn để phát biểu ngày hôm nay. Và để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chị Năm Thủy, là cũng là cháu của cô Ký Giỏi, cũng lên đại diện cái đoàn của huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Mời chị đến đây để phát biểu cho ngày hôm nay có cái ý nghĩa, để bà con ở đây thấy được cái sự đoàn kết và thương người như thế nào của đạo Phật giáo Hòa Hảo, của đạo thầy chúng ta. Xin đề nghị quan kính chúng ta. Xin cảm ơn. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả các quý vị đồng đạo của ban trị sự Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Ngày hôm nay, cái đoàn thiện nguyện của chúng tôi từ làng Hòa Hảo, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, do đoàn của Bình Tây Kiến Trúc đã góp phần
phát quà cho những người của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Thì ngày hôm nay chúng tôi tới đây, chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh được ban tri sự và tất cả chính quyền địa phương tiếp đón rất nồng hậu. Và đồng thời chúng tôi thấy vừa qua cái kinh tế của Việt Nam cũng như tất cả các thế giới đều bị suy thoái, mà cái phần quà nó không có là bao nhiêu, nhưng mà chúng tôi mang cái phần quà đến để giúp đỡ cho những người gặp cái trường hợp khó khăn về vật chất. Thì chúng tôi rất lấy làm cảm kích cái tấm lòng của gia đình của chú Sáu Bình Tây Kiến Trúc đã mong muốn đem cái phần quà đến để giúp đỡ cho những người ở vùng sâu như thế này. Thì một lần nữa tôi thay mặt cho cái đoàn của Bình Tây Kiến Trúc và tất cả các đồng đạo có mặt ngày hôm nay với tất cả những người ở thị xã Giá Rai này xin chúc là một mùa qua vừa Covid đó, là tất cả đều được thuận lợi, sống khỏe, sống vui và tiến triển trên con đường đạo Pháp. Dạ xin hết, xin dạ. Dạ, chúng tôi cũng xin cảm ơn chị Nam Thủy cũng đã có lời phát biểu về cái ý nghĩa trong cái buổi lễ mà trao quà hôm nay. Và đồng thời để tiếp theo cái chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng xin giới thiệu đồng đạo Thành Hậu, người YouTube thì cũng đã có đọc vài câu giảng để nhằm cho bà con mình nghe và hiểu và cái ý nghĩa của Đức Thầy mình trong cái đoạn giảng. Thì để đồng đạo Thành Hậu đọc sau thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng đạo. Xin cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Theo dõi gót người xưa mới kịp dừng mấy lần ngũ sắc hào quang. Phật thánh tiên đông đổ nước sang miền Nam địa phân chia đằng cách. Nước cờ mới nay đã cởi sắc trổ tại hai biển y lấp non dời. Dưới cùng trời cả thế giới mưa và gió thuần tạo nền mong thánh quân đặt cơ dựng nơi triều ca gầy dựng tối hiền. Giờ mắt câu thiên nên còn đại thiên quay nấy lình tỏ tình đời ít câu cung thịnh mong kháng quang vào cửa xem tù có cùng cây điệu thú chim muôn nhân giới vật quần lai bổn tâm đó mới biết ai là Phật thánh ai thảo hiền ai lùi đảo nhà. Giờ hát câu phụ tử chúc trăm họ muôn nhà thành thơi.
Xin cảm ơn đồng đạo Thành Hậu cũng đã có ngâm những đoạn sám giảng của Đức Thầy chúng ta để lại cho đời. Và để tiếp theo cái chương trình trong cái buổi lễ Pháp Hòa hôm nay, thì nói chung thì người dân ở đây thì quý bà con mình cũng biết rồi, người dân thì cũng ít có ra trước chỗ đông người mà nói lên những lời để cảm ơn những đồng đạo ở xa và những người đã gác lại công việc nhà mà từ hàng trăm cây số đến đây cho bà con những cái phần quà có ý nghĩa này. Mặc dù phần quà này cũng khoảng trên 200.000 chút đỉnh, như vậy đó là một cái tấm lòng lá lành đùm lá rách, mà lá rách đùm lá nát đâu quý vị. Thì hôm nay để đáp lại tấm chân tình này thì chúng tôi cũng mượn một đồng đạo của chúng ta và xin trân trọng giới thiệu đồng đạo Nguyễn Hữu Tùng đến đây để nói nên lời cảm ơn phái đoàn thiện nguyện về những mạnh thường quân ở xa. Chúng tôi trân trọng kính mời đồng đạo. Xin cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa chú Bình Tây Kiến Trúc và kính thưa cô Lâm Thủy là cũng trưởng đoàn của từ thiện, và cùng toàn thể cô bác và anh chị em cùng đi chân đoàn, thì hôm nay tôi thay mặt cho quý vị để nhận quà ngày hôm nay, thì tôi cũng biết nói gì hơn. Thì quý vị đó cũng là thể hiện một cái tinh thần như là lá lành đùm lá rách, để giúp đỡ cho tất cả bà con để vượt qua những cái khó khăn. Thì thay mặt cho bà con thì cũng kính chúc tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và có được cái mà trên bước đường hành đạo cho được có để nhiều sức khỏe và để giúp đỡ cho bà con để vượt qua những cái khó khăn. Vậy xin thay mặt cho bà con để kính chúc quý vị. Vậy đến đây thì cũng xin hết. Vậy Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy thì kính thưa quý vị, thì cái buổi lễ chúng ta cũng để bà con đợi nó cũng đã lâu rồi, có người cũng nghe được mà đến sợ đến sau thì không còn, mà đến sớm thì nãy giờ chắc cũng hơi đói bụng. Thì thôi giờ chúng tôi cũng xin thay mặt cho ban trị sự để chúng tôi cũng xin mạn phép để tuyên bố chúng ta tạm dừng cái buổi lễ là nơi đây. Sau cùng tôi cũng xin kính chúc đến chính quyền địa phương, xin kính chúc đến phái đoàn của chú Sáu thứ Sáu là Bình Tây Kiến Trúc, xin chúc cho phái đoàn của chị Năm Thủy được dồi dào sức khỏe trên bước đường hành đạo bất thối chuyển, và quý vị cũng thanh tâm an lạc, đạo quả viên dung, tu hành cho đến ngày con thành viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn vị. Trước khi bế mạc, tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị và đồng đạo chúng ta đứng lên để làm lễ nghi thức bế mạc. Một khúc nguyên ca kính lễ Đức Phật. Kính thưa sư, kính lễ Đức Quyền Giáo Chủ. Kính bây giờ cái đội tình nguyện của mình là phải bưng tiếp ra nè. Kính thưa chư quý vị, chương trình được liên tục đến bài Bạc Liêu. Bài này Đức Thầy viết tại Nhân Nghĩa, Xà No, lối tháng 6 năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu giới đàn xa đến bạc đẹp
thiều. Bổn đạo trong chừng chữ bạc liêu, cớ sao dành muốn cấm lời diêu. Lưng chân bèo giác thân hành đạo, bị lũ a vua ca úc thiều. Lá phép xin về tình bạc liêu, ngủ nơi gia trạch hội đồng. Lòng trong chánh phụ cho hai chẳng, khó về làm gì việc bấy nhiêu. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chú ý thính giả, chương trình được liên tục đến bài Cảm Tác. Bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu ngày 29 tháng 6 năm Nhâm Ngũ. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi mà ngắm nghĩ chuyện xưa, thánh hiền chẳng lòng dân. Đêm thân mà rất nở trần, nở trần đâu khéo trần ngần chung ra. Nhìn đời lý muốn xa, thế gian đuôi tôi nửa mang nửa người. Muốn rêu gian một tiếng cười, nhưng lòng chẳng nở khi người mê si. Luật từ bi ráng cho tăng sĩ làm chi sự đời. Con thuyền bát nhà xa khơi, dầu cho sóng gió rã rời cùng tục phàm. Biết đâu tội phước luận đàm tương lai, tình trường đầy giấy thi hài. Là gì chẳng biết những bài học xưa, còn hơi răng chưa huống chi Phật đạo tam thừa quy môn. Sa môn chỉ nhận tính đồ, mãi dông tràng một là gây nghiệp trần mê, hai là tan nát phu thế một
ta trong sạch người ơi. Người sao chẳng xét luận lời phi ngôn. Cầu nguyện ngựa chốc đánh dồn, trước sau cùng chữ dông tồn an nguyên. Tòa lời tâm quyết lâm liên, mong ai ngộ nhân quyết nghi duyên trần. Trách lầm mang nghiệp vào thân, chỉnh em dài giác thánh thần chép biên. Phận ta nói gót Phật tiên, ngợi khen cũng mặc điêu quyền cùng hai. Thương đời phải chịu đắng cay, thân danh chẳng hoàng chẳng gây chi sơn. Ít ai nghe rõ dòng đàn của người rất bỏ quán ơn cõi phàm. Ngài hằng giấy ngủ quy tam, sắc không không sắc tánh phàm đổi thay. Chẳng quay tai ách những ngày, nên phần xác thịt đói đài trần gian. Lìa quê tâm bức xa ngàn, gia đình chẳng đôi còn mang chi ơi. Dốc tâm nguyện đến Phật đài, hiếp cùng chư Phật độ rài chúng sinh. Nền gian một tiếng chuông linh, cho người trong mộng biển minh lẽ nào. Gầm cuộc thế chẳng qua, tuồng mong ao cuộc truy quang thường giết khắp tài hoa. Nghe chuông linh sớm dứt bề ái hà, kẻo vật dục cuốn lôi vào bể giàu. Lập chớ công danh, đến khi rốt cuộc cùng đành thả trôi. Lao vàng nó rụng người ôi, muôn năm mới có một thời, tới kỳ hiệp hội Phật trời định phân. Con lành đều đủ nghĩa nhân, cha là Phật thánh tiên thần phước dư. Có đâu
loạn luân can kỳ bất từ bất lương. Thân ta giàu lắm đoạn trường, cũng làm cho vẹn chớ thương nhân loài. Ngày kia thỏa chi làm trai, tiếng lành như thể hương bái nực nồng. Bây giờ bờ bến chưa xong, dở dang thời dân mà lòng chẳng nao. Ngàn xưa mấy bậc anh hào, nằm gái nên mặc giả nào trách thơ. Trường phu chỉ cả dọc ngang, dạo trong bốn biển mới trang thánh hiền. Làm cho kẻ bạo ngửa nghiêng, đạo lành mở cửa nơi miền Nam Bang. Chàng chúng sanh thu còn gặp lúc trăng thanh, gian đời thỏ thẻ như cành dèo chim. Thấy trong người ấy thanh tỏa bài tâm sự, ráng tìm cho ra. Bồi hồi chợt tỉnh Nam Khang, đường danh nếu lời xem ra ít gì. Trời thu âm đàm nàng tái dương dân, bởi vì trời riêng thầm thương lễ thứ phiền, chớ lòng đâu có lo riêng nỗi mình. Mờ mờ tỏ tỏ xinh xinh, đêm nay bóng nguyệt như rình xem ta. Miệng cười ta bảo hằng ngang, làm ơn rồi chớ sang hà nơi đâu. Gặm trong cõi tạm nhiễm màu, nhặt mang xác thịt khó ai hầu cao bay. Chữ tay thường gặp chữ tay, trở chiêu tàu quá ông bài cho chúa. Nào có muốn tranh đua, dung trọng coi phúc chờ mùa trổ bông. Bay mùi thơm cả Tây Đông, Bắc Nam nhân vật lạc hồng thành thơ.
hồn hoài cảm nơi nơi. Gặm người hữu chí đôi lời cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, chương trình được tiếp nối đến bài An ủi một tín đồ. Bài này Đức Thầy viết tại Sài Gòn năm 1943. Nam mô A Di Đà Phật. Con thuyền Bát Nhã sang sông, miệng ngoài gọi khách, lòng trong